anh Kiến à, đừng có chạy nhanh như vậy. Chúng ta là biết rồi. À rồi. Này, cô Dung Minh, lần này sếp Trần nói chúng ta phải qua Mỹ ít ra cũng phải 1-2 tuần lễ. Má hồ mà mua mấy con tay đó. Đầu óc quanh suốt ngày cứ lo cô đào. Này, cô chừng bị bệnh thì đào đó. Bị một bệnh thôi đấy nha, đừng có chuyện qua con tôi đấy. Peggy, Peggy à, xem ra thì tài liệu của Đông Dương không có món mà chúng ta cần tìm đâu. Cũng không thể trách người ta được. Vấn đề là ở bên Mỹ không có thông báo cho phía Hồng Kông biết. Vì vậy họ đâu có biết chúng ta cần thứ gì. Có tình huống rồi. Chúng ta đi kiểm tra đi. Công an à? Đông Dương đâu? Thao rồi. Mất rồi. Sao bị tham gia nhân chia tổ? Có phải bị chúng nó cướp đi không? Tôi không biết. Peggy. Peggy. Những người ở trong xe cùng với anh Mất đã chết rồi. Mỗi người đều phải giao một bản báo cáo cho tôi. Bây giờ cấp trên đây yêu cầu chúng ta phối hợp với CIA để lấy tài liệu từ Đông Dương về đây. Sếp Trần ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với các ông. Chúng tôi sẽ không làm bậy đâu. Tốt nhất là như vậy. Lãnh sự quán đã thu xếp chỗ ăn ở cho các người. Tí nữa sẽ có người hướng dẫn. Ông Khuy à, có điện thoại. Ông Khuy đã, xin lỗi nha, làm phiền ông. À đúng rồi, xin hỏi có tin tức gì chứ? Anh đừng có lo lắng như vậy. Cứ ở tại khách sạn của tôi đi, không ai tìm thấy đâu. Tôi sẽ cử người đến đây để yểm hộ anh. Anh yên tâm đi. Ông Khuy à, bây giờ cảnh sát Hồng Kông cũng như CIA tìm tôi khắp nơi. Bộ đại lục cũng bắt tôi rất gắt. Tôi rất là nguy hiểm đó. Được rồi, chúng ta quyết định giao dịch, rồi tôi sẽ thông báo cho ông nghe. Đến lúc đó, tôi sẽ giao tiền đưa vào tài khoản của anh. Anh hãy nghe đây, tốt nhất là hiện nay anh đừng có đi đâu. Nếu như có gì cần thiết, tôi sẽ đưa lên cho anh. Thế nào? Con bé đó anh dễ chứ? Con bé này đúng là đẹp thật đó. Trình độ rất là cao. Ông Huy à, ông giới thiệu thì tôi phải dự ý thôi, có đúng không? Vì vậy là được rồi. Thế nhá, chừng nào có chuyện gọi điện thoại đến cho tôi.
接着cầm lấy. Này, lúc mày về có ai theo dõi mày không? Phải cẩn thận đấy. Đương nhiên là không rồi. Thằng thủ đâu rồi? Ngoài bên 怎么样？bên ngoài thế nào? Có tin tức của Đông Dương không? À đúng rồi. Ở chỗ tướng quân có một tin nói rằng có người đang đánh nó ở Hồng Kông. Toán. Bây giờ cảnh sát cũng như CIA đi tìm nó khắp nơi. Xem ra thì chúng ta cần phải bắt nó trước. CIA. Mày nói CIA tìm được Đông Dương trước hay là chúng ta tìm được trước? Bây giờ cảnh sát quốc tế và CIA theo nguồn tin của họ thì người trung gian ở Hồng Kông này là ông Khuyên. Mọi người đều đã biết ông Khuyên là một thương gia của Hồng Kông, có thế lực và địa vị. Trước khi có bằng chứng cụ thể, đừng bao giờ bất mây động rừng. Chuyện gì đây? Mới vừa nhận được tin tức những kẻ bắt cóc Đông Dương đã rời khỏi Nguyên Lan rồi. Mọi người hãy chú ý, cảnh sát đã đến rồi. Đừng có lấy súng chỉa vào tôi. Anh được. Rono là bên bộ chỉ huy nước Mỹ gửi đến đó. Bắn cũng khá đấy. Đỡ hơn anh một tí thôi. Uống nước đi. Cố lên nhé. Đến nơi sẽ tìm người trị cho mày.
lên nha. Thôi lên nha. Ta không ngờ cảnh sát Hồng Kông lại lợi hại như vậy. Nếu như chúng ta không chuẩn bị trước thì chắc chắn là chết rồi. Tôi chưa bao giờ khinh thường bọn CIA, nhưng mà tôi thật không ngờ cảnh sát Hồng Kông lại lợi hại như thế này. Bây giờ điều quan trọng là phải liên lạc với tướng quân để xem coi có chỉ thị gì không. Được, vậy thì chúng ta tìm một nơi để liên lạc đi. Đại ca, nó bị thương nặng lắm, cần phải điều trị mới được. Chuẩn bị đi trước đi. Đưa súng cho tao. Trường Mao, đừng có làm bậy nha. Mày đừng có làm bậy nha. Nên cũ à, mày có biết mày đang làm gì không? Tôi rất biết mày đang làm gì. Thì cái tôi nổ súng. Tao là cấp trên của mày. Mày tuy là cấp trên của tao, nhưng mà đừng có làm việc quá đáng. Hãy giết tôi đi. Đừng vì tôi mà làm liên lụy cho tập thể. Mau giết tôi đi. Mau giết đi. Được. Xin lỗi nha. Đến thành phố, tôi sẽ nghĩ cách. Chuẩn sổ, này thủ à, mau tìm một nơi để cho anh em nghỉ ngơi đi. Bọn chúng nó thoát, nhưng có một điều chắc chắn có thể khẳng định được, họ và chúng ta đều đang đi tìm Đông Dương. Đúng vậy, vì vậy chúng ta phải tìm trước khi chúng nó tìm được. Bây giờ Rono cũng đã đến rồi, xem ra chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm. Sếp Trần, mọi việc do ông quyết định đi. Giang quái gì, trưa mai họ sẽ họp đây. Họ cũng đã về rồi kìa. Tình hình ở đây cũng hay đấy nhỉ. Vậy sao, để tôi, được rồi, tự tôi sách được rồi. Rồi đâu, có uống nước ngọt không? Cảm ơn. Tôi hỏi cô nhé, lần này hợp tác với cảnh sát Hồng Kông cô cảm thấy thế nào? Cũng được, nhưng mà tôi cảm thấy họ làm việc rất chậm chạp, không chủ động. Chuyện gì cũng phải đợi chỉ thị của cấp trên. Theo Peggy thì thế nào? Kể cả Peggy cũng phải nghe lời của họ thôi. Theo tôi thì anh phải thương lượng với Peggy mới được. Đúng là có ý nghĩa thật. Thật không ngờ sau 2 năm hai đứa mình lại gặp nhau. Ronald, anh nên biết nhiệm vụ lần này là gì. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau và hoàn thành nhiệm vụ này. Cô tưởng rằng tôi không chịu hợp tác với cô sao? Ý của tôi không phải gì. Ý tôi nói là phải hoàn thành nhiệm vụ này, cần phải hợp tác. Đây là Hồng Kông chứ không phải Mỹ, anh hiểu chứ? Các người là ai? Này bà, chúng tôi là cảnh sát. Đây là lệnh xét nhà. Chúng tôi nghi ngờ chủ nhà có liên quan đến một vụ buôn vũ khí. Yêu cầu cho chúng tôi vào nhà. Phải bao lâu vậy? Nhanh chóng thôi. Cô đi lên lầu, tôi ở đây. Lê cô à, ông Huy có ở đây không? Ông Huy đang họp, đi qua bên kia hỏi thư ký đi.
cho cô. Ông Huy có ở đây không? Xin hỏi tìm ông ta có chuyện gì đi? Có hẹn qua chưa vậy? Chúng tôi là cảnh sát. Có điều này muốn gặp ông Huy, có thể gặp ông ta được không? Ông Huy đang họp. Các người đang đợi một tí đi. Chừng nào ông họp xong thì tôi sẽ hỏi giúp cho. Vậy cũng được. Các người là gì? Có lẽ thắng nhà thì hay lắm hả? Đây là con Huy cơ mà. Đừng có làm phiền tôi. Này, tôi quen với cấp trên của anh đấy nha. Thường hay ăn cơm cùng với nhau đấy. Này, anh bị điếc không? Anh không nghe tôi nói hay sao hả? Trước khi dự cuộc họp ngày mai, giao kế hoạch cho tôi nhé. Xin chào ông Huy. Mấy người cảnh sát này nói có chuyện muốn gặp ông đó. Ông Huy, tôi tên là Lượng, còn hai vị này là CIA. Tôi có điều này muốn hỏi. Muốn hỏi à? Nói chuyện với luật sư của tôi đi. Nếu như muốn nói với tôi thì phải hẹn trước với thư ký của tôi trước chứ. Ông Huy, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ buôn vũ khí của Đông Dương. Yêu cầu ông hãy hợp tác. Này, tôi cảnh cáo cô, đừng có nói với tôi như vậy. Tôi không biết cái gì gọi là Đông Dương Tây Dương cả. Ông Huy à, luật sư Dương nói có chuyện gấp muốn gặp ông đó. Có hai thằng cảnh sát, nó vào đây nó lục tung phòng con đó. Nó còn đánh tôi nữa đấy. Đừng làm vậy, tôi là luật sư đó. Để tôi xem mày thương tao như thế nào. Ông Quy à, tôi đợi ông thưa tôi đấy. Jenny, mau gọi bảo vệ đuổi họ đi. Tôi phải thông báo cái chuyện này cho sở cảnh sát biết, và thông báo cho lãnh sự quán ở Mỹ. Cô nói tôi quá đáng. Nếu như nó không phát lỗi thì tôi không đánh nó đâu. Này, cách sao hay không, đó là một việc khác. Trước khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì anh phải làm anh cho đàng hoàng. Cô đã quên mình là ai rồi. Quên mình, khai ra làm những nhiệm vụ gì, tôi không quên. Nhưng tôi không có thành kiến. Nhưng anh nên hiểu rằng anh phải làm việc gì đấy cô. Đừng có gì những chuyện nhỏ nhặt và làm ảnh hưởng đến công việc chung. Cô không cần phải dạy đời tôi đâu. Tôi không phải dạy anh. Chẳng qua tôi không muốn anh tiếp tục phạm sai lầm. Tôi cảm thấy tôi không lỗi lầm gì cả. Thôi bỏ đi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Có lẽ là vì tôi quá hiểu anh. So với hai năm trước, bây giờ anh cũng không khác biệt gì cả. Peggy. Thế nào? Có thu hoạch gì không? Chúng tôi đã điều tra được lai lịch của tên Quy. Nó đã từng làm cái chủ mưu mua cái tài liệu này. Quả nhiên là hắn. Cái bọn sát thủ đó lẽ ra cùng tổ chức với Đông Dương, nhưng Đông Dương phản bội họ. Vì vậy họ tìm Đông Dương không phải vì cái tài liệu, mà là vì mua cái mạng của hắn. Vì vậy chúng ta cần phải ra tay từ ông Quy. Hôm nay cái việc xảy ra ở nhà ông Quy, xin lỗi nha, không có gì đâu. Chuyện này đâu liên quan đến anh. Hay là chúng ta học bên kia đi nhé. Để tôi cho anh một cơ hội. Tôi đi công chuyện nhé. Chúng ta đi thôi. Quả nhiên tôi không lầm. Tôi đã biết là hắn rồi cơ mà. Vậy tôi cũng phải đợi chỉ thị của cấp trên mới có quyền hành động phải không? Này, chúng ta đang theo dõi lão Quy. Này, anh đi đâu vậy? Hay là anh ta đi tìm lão Quy? Này, anh đừng có làm bậy nha. Tôi không có biết. Tôi không giống các cô ngồi đợi ở đây đâu. Này, anh Ronan. Này, anh ta sẽ làm bậy đó. Thế Becky đâu? Đừng có đợi nữa, đi thôi. Thế này nhé. Đợi tôi xong với việc này rồi tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Ông Quy, Đông Dương đang ở đâu? Mày muốn gì? Tôi cho anh biết, chỉ cần một cú điện thoại của tôi thì anh sẽ tiêu đấy. Cái
cái miệng của ông cũng hôi hám như luật sư của ông vậy. Được, tao nhất định sẽ tố cáo lên giám đốc sở cảnh sát. Hãy đợi đi. Lão già xuất tiên, hãy bước ra đi. Tâm Dương ở đâu? Hãy nói đi, Tâm Dương đang ở đâu? Tâm Dương đang ở đâu hả? Có nói hay không? Nói nhanh lên đi, Tâm Dương đang ở đâu? Có nói hay không? Anh Rô Nô, anh đừng có làm bậy nhé. Nhìn lên, họ bắn nó đi. Cố đi, cố tôi đi. Tránh ra, tao sẽ cho mày thử. Cố đi, cố đi. Thế nào? Đã chưa? Đừng làm bậy nhé. Sắp trận đã đến rồi. Tôi cần phải xem luật pháp không, Rono. Xin Trần à, xin lỗi nha. Tôi đã mang đến nhiều rắc rối cho ông. Anh ta dù sao cũng đã lỡ làm rồi, tôi còn nói gì được nữa. Bây giờ ông Quy đã thưa lên tòa án, sau này chúng ta lại càng khó tìm hắn ta hơn. Mọi người hãy nghe đây, có tin tức nói rằng thằng Đông Dương đã hợp tác với thằng Quy để mua cái tài liệu này. Thế thì dễ cho chúng ta đó. Thế cấp trên có chỉ thị gì không? Cấp trên chỉ thị rằng bằng mọi giá phải lấy bằng được tài liệu. Quy nó là cái thá gì nhé? Nó chẳng qua là một thương nhân. Lần này nó mua cái tài liệu này cho một đất nước thứ ba. Nghe anh nói như vậy là chỉ có kẻ bao che cho nó thì phải. Mặt sát nó, cho dù là ai bao che, nếu đã cản được chúng ta thì phải giết chết. Đại ca, vậy chừng nào ra tay? Đừng gấp vội, đợi thời cơ chín mùi. Lúc đó thì tổ chức tự động sẽ thông báo cho chúng ta. Bây giờ các người hãy đi chuẩn bị đi. Thật là tuyệt. Đương nhiên rồi, chúng ta thắng chắc rồi. Ông Huy à, mấy thằng cơm vẫn chưa có đi đó. Mặc kệ nó, cứ để cho chúng nó đợi. Chúng nó thích đợi lắm cơ mà. Đi Dung à, cẩn thận coi chừng, đừng có suốt ngày lo đi tìm bạn trai. Tìm bạn trai thì tôi cũng đi tìm anh mà. Quê, 不要指挥说人家。要，根本够人家，你要对。你们认识了很久了吗？还有人过人家老师。很多年了。老男，老少。那你为什么叫阿亮？他说，来，叫了刘姐。阿亮是我的外号。刘，那比刘哥多。那你为什么叫阿亮？刘，那比刘哥多。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 刘，那比
没事。喂，你们三个人合作了很久。今晚我们合作了，刘主编。我和 Peggy 曾经合作过。那你这次来香港，知不知道和他们合作？不知道。年前我调了职之后，就跟 Peggy 分开了。khi tôi bị khai trừ thì tôi không có biết gì nữa. 分开工作，chia tay nhau và không có gặp nhau nữa.
Này anh Lượng à, anh cảm thấy chúng ta làm như thế nào? Cũng tương đối. Cấp trên đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi, và bằng mọi giá chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hiểu. Mọi người hãy chú ý, có một chiếc xe taxi đến. Cô gái này làm việc tại đài truyền hình. Cô gái này làm việc tại đài truyền hình. Bây giờ cô ta đã vào nhà của ông Quy. Michelle, sao tăng sở sớm quá vậy? Ông Quy đang xem TV ở trên lầu. Mọi người tiếp tục theo dõi. Peggy, có điện thoại. Xin đợi một tí nha. Cái gì? Mau theo dõi đi. Yên tâm đi. Mọi việc không hề thay đổi. Bây giờ có cảnh sát đang bám theo tôi. Tự một mình đi đi nhé. Anh có kiểm tra được ở nơi đâu gọi đến không? Nó nói chuyện quá ngắn, điều tra không ra. Peggy. Ở bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Gọi điện thoại cho em có chuyện gì vậy? Bộ đêm nay khỏi đi làm sao? Đêm nay em tăng sợ sớm. Anh đang xem gì vậy? Đâu có gì. Thế nào? Madonna có so bằng em không vậy? Đông Dương ở đâu? Nói. Mày nói. Peggy. Anh đã bị thương rồi. Những người trong xe đều đã chết rồi. Bây giờ tôi và cô Dung đi kiểm tra. Xe cấp cứu sắp sửa đến rồi. Peggy, 你现在在哪？ Bây giờ cô đang ở đâu?
Chúng tôi đang đuổi theo. Bây giờ vẫn không biết cái điểm giao dịch chính đó. Sau khi biết điểm giao dịch, lập tức thông báo cho tôi nhé. Vâng. Bruno, chúng tôi sắp sửa đến nơi rồi. Chừng nào đến nơi, chúng tôi sẽ liên lạc sau. Vâng. Chú ý nhé. Aro, à, hãy gọi người đến và gọi xe cấp cứu nữa. Cái số tài liệu đó tôi đã xem rồi, không có vấn đề gì đâu. Xem rồi thì sao hả? Đâu phải là nó mua. Chúng ta mua thì chúng ta phải kiểm tra, mày có hiểu không? Vâng, hiểu. Kiểm tra coi thế nào. Tài liệu không có vấn đề. Những gì mới được, cầm lấy. Còn passport của tôi đâu? Mày đừng có vội. Đây này. Ronald, bây giờ anh đang ở đâu? Vẫn còn Sa Điền à? Chúng tôi đang ở bến cảng. Mau cử người đến nha. Xem ra thì họ sẽ buôn bán tại chỗ này. Rốt cuộc thì chúng ta cũng đã đợi được cơ hội này rồi. Họ chưa đến, nhưng mà chúng ta phải ngăn chặn họ. Anh niệm hộ tôi nhé. Ngày mai có phải lên tàu chặn chỗ này không? Này, làm gì vậy? Tôi hỏi anh, ngày mai có phải lên tàu? Đồng Dương, rốt cuộc tao cũng đã tìm được mày. Tài liệu để đâu? Tài liệu đó tao đã bán cho họ rồi. Mày muốn lấy thì đòi họ đi. Tài liệu đó thuộc về chúng tao. Giao ra đi. Nghe rõ chưa? Mày nói giao thì giao, mặt mày mày. Không thể để chúng nó mang tài liệu đi. Không được. Peggy.
冲过去，三管理。天哪，救护车来了没有？快点，大家注意，分头注意，来保险点，走。Peggy， 硬啊我。你说话呀，你不能死的，我可没答应我呀。 Peggy 你不说等我一起动手的吗？我说你不能答应我吗？但是我没答应你，不说等我的吗？我说你不能答应我的吗？快送医院，是保住病人去。来，小心点，跟疼的刘兰，军医兵，是我的错，为了雷古顿。你为什么不等我一起行动？是你害的，是你害的，是你害的，是你害的。Bruno， 你能不能冷静一点？安稳等来的。阿亮。安伦啊，到底怎么回事？得杀了军医。应该。Thôi bỏ đi, chuyện này cũng đâu thể trách được anh.
Hôm nay bác sĩ của Nico đến cho tôi, nói rằng ca phẫu thuật rất là thành công, nhưng mà tạm thời cô ta không thể trở lại bình thường được, phải ở lại đây để điều trị. Trần sơ. Xếp Trần. Mọi người đừng buồn phiền nữa. Lần này Peggy đã bị trọng thương. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không muốn lãnh sự quán đưa quay đi. Cô Dung. Cô Lược. Hai người hãy hỗ trợ CIA đến Thái Lan để tìm tài liệu. Tuy là có sự ủng hộ của Thái Lan, nhưng mà chúng ta cần phải cẩn trọng. Xếp Trần à, bằng mọi giá tôi cũng phải đi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Anh Lược, tôi đã trách lầm anh. Thôi đi. Đêm hôm qua, nếu như chúng tôi đến kịp, Peggy sẽ không bị thương nữa. Thật ra tôi cũng phải có trách nhiệm. Lúc đó tôi không nên để cho cô ấy đi. Chuyện này không trách được anh đâu. Xem quán à, qua bên kia ngồi đi nhé. Dạ. Rồi rồi, tại sao hai người lại chia tay vậy? Chúng tôi đâu có chia tay. Sau khi chúng tôi ly dị 2 năm rồi. Cô nói tính của tôi xấu, làm việc lúc nào cũng một mình. Thực ra con người của tôi, tôi chuyện gì cũng cẩn thận cả. Tôi không thù oán ai đâu. Nào, rồi rồi, cạn ly. Cạn ly. Thật không ngờ, hai năm sau chúng tôi lại gặp nhau tại Hồng Kông. Tại sao uống mà không rủ tôi hả? Rất may là tôi biết hai anh đang ở đây đấy. Madam, chúng tôi phải đóng cửa đó. Muốn uống gì thì gọi nhanh lên đi. SO, thêm đá, cảm ơn nha. Ngày mốt chúng ta đã phải qua Thái Lan rồi. Hai người cảm thấy thế nào? Lần này nói là đi tìm tài liệu, thực ra là phải tìm cái bọn sát thủ đó. Anh uống nhiều rượu như vậy mà chỉ còn tỉnh táo như thế đi à? Giờ cái chuyện tôi rút rượu cô bây giờ đấy. Này, rồi đó, nào, cùng nhau. Thôi, tôi không điên cùng với các người đâu. Thôi, uống đi. Tại sao anh lại tẩy có gì? Nào, uống đi. Họ đã về rồi. Dạ. Trương Quân. Tài liệu đây. Thank you.
chính quyền của chúng tôi lúc nào cũng muốn tiêu diệt bọn thổ phỉ núp ở trong núi đó. Lần này CIA và cảnh sát quốc tế cử các người đến đây. Chúng tôi chỉ là phải tận lực để hỗ trợ. Nhưng địa hình của chúng nó rất là hiểm trở, thiết phải đánh vào cứ điểm trọng yếu nhất, sau đó thì đại quân mới có thể tấn công. Tướng quân, bốn người chúng tôi tại sao không thể cùng nhau lên núi được? Đợt hành động này rất là nguy hiểm, thằng tướng quân không dễ gì để cho quý vị vào núi đâu. Tướng quân, xin ông hãy yên tâm đi, chúng tôi ở Hồng Kông đã giao lưu với chúng nó rồi, chúng tôi rất sạch với chúng nó, tôi tin rằng chúng tôi có cách để tấn công. Được. Vậy thì tôi sẽ để cho bốn vị hướng dẫn bộ đội đi, mong rằng có thể tiêu diệt được chúng nó. Đi ăn cơm đi nào. Ăn ở đây đi. Ở đây ra ngoài phố xa lắm đó. Ừ nhỉ. Chà, hôm nay thức ăn phong phú quá. Hay là ăn ở đây tốt hơn đấy. Này, dùi cái gì? Chưa xong đâu. Đây đây. Canh đây. Canh gì vậy? Canh cá đây. Để cho cá ăn. Cô ấy sẽ đến ngay thôi. Đây, đừng có trách tôi nói bậy nha. Tại sao đồ ăn lại có đông lại có tay vậy? Dạ, ở bên tay người ta ăn gì vậy đó? Này, tôi là người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì đương nhiên phải ăn thức ăn của Trung Quốc rồi. Anh hãy để dành cảnh đó cho bạn gái anh đi. Này, đừng có nói bậy nha, tôi không phải là bạn gái của anh đâu. Nếu muốn cua thì nhanh lên đi nha. Nếu không thì tôi cua đấy. Qua đêm nay là chúng ta sẽ trở thành vợ chồng rồi. Này, tôi cho anh biết, muốn cua thì phải nhanh lên nha. Tôi nói thật nha, bạn trai của cô cũng khá đấy. Đừng nói nữa, ăn cơm đi. À đúng rồi, ở bên Hồng Kông có tin tức đấy. Peggy thế nào rồi, cô ta đỡ chưa? Cái chuyện đó tôi không biết. Có lẽ vài hôm nữa thì sẽ có tin tức thôi. Tại sao không ăn? Ăn đi. Cô Dung, cẩn thận. Cô En còn đang ở trên lầu đó. Người nhà cả mà. Không sao. Tìm được xác thú chưa? Bây giờ đang đi tìm. Các người không sao chứ? Cô đi đâu vậy? Tôi nhìn thấy bọn xác thú. Họ chạy vào vườn hoa. Vì vậy tôi đã đuổi theo. Chúng ta ra ngoài tìm đi. Hai người ở lại đây nhé. Nè. Lúc nãy cô quả thật không sao chứ? Không sao. Lúc nãy tôi đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng súng gì đi, tôi đã chạy ra ngoài. Lúc nãy cô không có mang súng, cô không sợ nguy hiểm sao? Tôi tưởng các người đã xảy ra chuyện gì, vì vậy tôi đã nhảy ra ngoài ngay. Của cô đấy à? Cảm ơn.
不可能的，không thể thấy được. Cô ta không thể là giám đốc được. Tuy lần đầu tiên chúng tôi hợp tác, nhưng mà mỗi một nhân viên tình báo đều đã qua kiểm tra nghiêm khắc. Nếu như cô ta có vấn đề thì tổ chức sẽ thông báo cho tôi biết. Để anh Ronald, trước đây đã xảy ra nhiều vấn đề, tôi đã thương lượng với cô Anne. Thế các người nghi ngờ cái gì hả? Nghi ngờ cái gì? Nói đi. Từ cái chuyện thằng Đông Dương bị bắt cóc, cho đến bọn sát thủ đến nhà của ông Khuy. Lúc đó, cô An đã bị thương. Đêm hôm qua, khi bị tấn công, thậm chí cô ta không cần mang súng cũng đã đuổi theo rồi. Sau đó, tôi đã phát hiện một con dao ở trong hành lý của cô. Con dao đó, tôi đã thấy qua ở nhà của ông Khuy. Tôi hoàn toàn không nhìn lầm đâu. Được, tôi hiểu lập trường của anh. Nhưng mà anh đã biết rằng, rõ ràng là Tần Tướng Quân gửi sát thủ đến với chúng ta để không cho chúng ta lại đuổi. Và tôi không đến nhà, xảy ra rất nhiều chuyện. Hình như bọn kẻ thù đều biết ra. Anh giải thích chuyện này như thế nào? Vì biết trước khi lên núi, chúng ta cần phải tìm ra câu trả lời. Nếu không tìm, chúng ta lấy lại được tài liệu. Lần này chúng ta tấn công lên núi, tôi nghĩ rằng rất là khó khăn. Khu vực ở trên núi rất là hiểm trở, vì vậy đặc biệt phải tấn công. Lần này chúng ta sẽ đi đường thủy trên lên núi và tấn công vào đại bản doanh của chúng ta. Sau đó chúng ta toàn quân sẽ xuất động và phải tiêu diệt bọn thổ phỉ trên núi. Trong lúc tấn công, tôi yêu cầu quý vị cần phải cẩn trọng. Đã nghe ra chưa? Chúc quý vị mã đạo thành công, xuất phát. Tôi là Dung Đi. Khoảng 8 giờ chúng tôi sẽ đến núi. Lên núi rồi chúng tôi sẽ liên lạc sau. Đối phương đã biết hành tung của chúng ta, chúng ta phải thay đổi hướng đi. Nếu là như vậy thì chúng ta không đi đường thủy mà đi đường bộ. Hãy thông báo cho tướng quân, chúng ta thay đổi hướng đi. Biết rồi. Báo cáo bộ chỉ huy, bây giờ chúng tôi thay đổi hướng đi, chúng tôi sẽ đi đường núi. Thôi, đừng có phá nữa.
Muốn thông báo cho họ phải không? Tôi nghĩ không cần nữa đâu. Những việc cô làm, cô tưởng không ai biết thì sao? Biết thì sao nào? Những kẻ phản bội tổ quốc nhất định phải chết. Quan先生, ông Quan, nhìn mấy cậu, bình cả anh thế nào? Toàn bộ đã bị khống chế rồi. Tướng quân có việc muốn tìm anh. Cảm ơn. Tướng quân, mọi việc ở đây đều bình thường. Ngày mai, có thể đến núi đó. Quân đội có thể xuất động được rồi. Dạ. Chúng ta sẽ liên lạc sau. Cảm ơn. Failure is death. Thất bại có nghĩa là chết. Arrange a meeting with the Middle East. Đi thu xếp một cuộc họp với những người Trung Đông đi. It's done. Biết rồi. What the fuck are you guys doing? Don't just take. You make it up. Get ready to kill! Ready, Jenny. Chúng tôi đã đến chân núi rồi. Chúng tôi sẽ chia làm ba ngày để tấn công. Đại quân có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đi theo tôi. We'll be right back.
Come and get it.
Rodo, tài liệu ở trong miệng của nó đó. Anh phải cẩn thận đấy. Đừng bước qua đi. Bruno. Bruno. Tôi không được sống. Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn chưa lấy được tài liệu. Anh sẽ không sao đâu mà. Nhưng tài liệu sẽ không bao giờ rơi vào tay của kẻ khác được nữa. Bruno, anh sẽ không sao đâu. Anh đừng có chết nhé. Anh Bruno, hãy cho Peggy biết rằng cho đến giờ phút này tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tướng quân hỏi đã tìm được tài liệu đó chưa? Trả lời đi. Tướng quân đã hỏi câu đó. Có tìm được tài liệu đó chưa? Tài liệu suốt ngày chỉ biết có tài liệu. Đi chết đi.